Tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Sau khi liên tiếp săn giết hồn thú, Đường Tam lại ngồi xuống hấp thu hồn hoàn, còn Tiểu Vũ thì ở bên cạnh thủ hộ. Đột nhiên xung quanh xuất hiện thứ gì đó thoát ẩn thoát hiện, nó nhanh như chớp lao tới tấn công Tiểu Vũ. May mà Tiểu Vũ kịp thời phát hiện rồi né tránh, cứ tưởng rằng chỉ có một con, vậy nhưng ai ngờ đám hồn thú này xuất hiện cả một đàn. Bọn chúng nhanh chóng tạo thành thế bánh mì kẹp thịt, bao vây hai người lại một chỗ. Tiểu Vũ lập tức nhận ra tình hình không ổn rồi. Bảy con ma hồ vạn năm, từ điều này có thể suy đoán nơi này là hang ổ của ma hồ. Dù là vậy thì Tiểu Vũ vẫn kiên quyết bảo vệ Đường Tam để hắn yên tâm hấp thu hồn hoàn. Ngay sau tiếng hiệu lệnh, đám ma hồ cũng lao tới tấn công. Tiểu Vũ lập tức động thủ ngăn cản, điều kỳ lạ là bọn chúng dường như hiểu được công kích của nàng. Một con trong đó lao tới về phía Đường Tam. Tiểu Vũ thấy vậy thuấn di tới rút con hồn thú kia ra ngoài. Nàng nghi ngờ liệu có phải bọn chúng vẫn luôn theo dõi mình hay không. Thậm chí lợi dụng mạn đà là xà dẫn dụ hai người vào hang ổ, sau đó cho Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn mới ra tay với mình. Vừa đánh đấm, Tiểu Vũ vừa phỏng đoán, bình thường mà nói ma hồ không phải hồn thú sống theo bầy, chỉ thích tới một mình. Vậy nhưng đám này lại đoàn kết lạ thường, công thủ có trình tự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn vào con mắt đang phát ra hào quang trên trán con ma hồ, nàng lập tức hiểu ra đây là tam nhãn ma hồ có 7 phân thân trong truyền thuyết. Sau khi đã biết được sự thật, Tiểu Vũ liền biết cách ứng phó, nàng lấy ra hồn kỹ thứ hai làm mị hoặc làm chậm đối thủ, sau đó toàn lực tấn công tên cầm đầu. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đường Hạo vẫn miệt mài ngày đêm tập luyện. Rất nhanh sau đó, hai người Đường Tam và Tiểu Vũ cũng quay lại. Thấy họ bình an quay lại, Đường Hạo cùng A Ngân vô cùng vui mừng. Nhìn sơ qua là biết hồn lực hai đứa đã tăng lên. Ba ngày vừa qua tuy vất vả chút, vậy nhưng Đường Tam cũng đã bổ sung đủ 9 chiếc hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng. Hạo Thiên Truy cũng đã hấp thu đủ 2 chiếc hồn hoàn mấy vạn năm. Còn Tiểu Vũ cũng lấy được đầu cốt mị hoặc tinh thần ngừng tụ của tam nhãn ma hồ, hồn lực đạt tới 76 cấp. Hắn đem chuyện đụng độ đám người Vũ Hồn Đế Quốc kể lại. Lần trước tới đoạt bảo thất bại, rất có khả năng bọn chúng sẽ phái người tới lần nữa. Cho nên hắn muốn làm một chuyện, đó là giúp mẫu thân khôi phục hình người. Trải qua quá trình phục sinh Tiểu Vũ, trình độ hiểu do Vũ Hồn đã tiến thêm một bước. Dựa vào cách của hắn, cho dù không thể lập tức nhìn ra thấy hiệu quả, vậy nhưng cũng có thể tăng mạnh tốc độ khôi phục. A Ngân lo lắng, nếu như biện pháp này cần hắn tự làm tổn thương tới bản thân, nàng tha rằng vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Đường Tam trấn an, thật ra cách này cũng không khó, sức mạnh mà hắn dùng, mọi người ở đây cũng biết rồi, nàng chỉ cần mở rộng thể xác và tinh thần cảm nhận năng lượng hắn truyền lại. Sau khi sức đem tất cả năng lượng xung quanh dung nhập vào cơ thể là được, giải thích xong Đường Tam cũng bắt đầu quá trình. Giống như lúc phục sinh Tiểu Vũ, lượng lớn khí tức của thần truyền vào khiến tu vi của A Ngân rất nhanh đã nhảy lên cấp bậc Lam Ngân Vương vạn năm. Vậy nhưng năng lượng cần sau đó sẽ ngày càng nhiều, nàng lo sợ cho dù tinh thần lực của hắn cao hơn nữa cũng không đủ chèo chống. Đường Tam giải thích, hai thần chi quang chỉ có tác dụng hỗ trợ, mấu chốt để khôi phục hình người là ở chỗ hấp thu đủ năng lượng của Lam Ngân Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân hắn quyết tâm hoàn thành chuyện này trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nói tới đây, Đường Tam liền lấy ra hồn kỹ thứ 7 của mình là Lam Ngân Chân Thần, hào quang của nó đi tới đâu, đám hồn thú xung quanh đều cúi đầu tới đó. Tiếp đó, hắn lại lấy ra Lam Ngân lĩnh vực kỹ năng tiến hóa cuối cùng, Hải Nạp Bách Xuyên. Vô số lực lượng từ các hồn thú thực vật xung quanh lập tức được truyền tới trên thân của Đường Tam. Sau khi tấn thăng phong hào đô la, Lam Ngân lĩnh vực của hắn cũng theo đó tiến hóa tới cảnh giới đỉnh phong. Sau khi phát động Hải Nạp Bách Xuyên, chỉ cần xung quanh còn có Lam Ngân Thảo tồn tại, lĩnh vực liền có thể đem tất cả sức sống của Lam Ngân Thảo chuyển hóa thành năng lượng của Lam Ngân Hoàng, vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt. Mặc dù bị tiêu hao quá độ, vậy nhưng Đường Tam đã có cách giải quyết. Hắn lấy ra hai thần tam xóa kích, sử dụng ánh sáng hải thần rồi dùng hợp cùng với Lam Ngân lĩnh vực để thi triển, sáng tạo ra hải thần Lam Ngân lĩnh vực hoàn toàn mới. Làm xong hết phần của mình, việc kế tiếp là cho đợi A Ngân phá kén mà ra nữa là được. Tới lúc đó một nhà bốn người sẽ lần nữa đoàn tụ. Cùng lúc này Thiên Nhận Tuyết cũng cảm nhận được sự trưởng thành nhanh chóng của Đường Tam. Dù là vậy thì nàng vẫn tự tin với bản thân mình sẽ vượt qua được hắn. Nàng cho rằng giữa hắn và mình chỉ có một người sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian. Thiên Đào Lù xuất hiện, Thiên Nhận Tuyết lập tức quay sang yêu cầu. Hiện tại hồn lực của nàng đã đạt tới cấp 95, còn chưa đủ để mở ra khảo nghiệm thứ 8 hay sao? Thiên Đạo Lùi cho biết, hôm nay đến chính là truyền đạt ý chí của Thiên Sứ Thần. Trải qua 7 khảo nghiệm trước đó, lão tin đứa cháu của mình đã hoàn toàn hiểu được vinh quang của Thiên Sứ Thần. Vậy nhưng liệu rằng nàng đã hiểu được chức trách của Thiên Sứ Thần là gì không? Nàng ta nghe vậy lập tức đáp lời, chức trách chính là chém giết hết mọi tội ác và bệnh tật trên thế gian. Vừa nói tới đây, trước mặt nàng liền xuất hiện hình ảnh một chiếc lồng vũ màu xám. Nó khiến tâm trí Thiên Nhận Tuyết bị lung lay.
Thiên Đạo Lưu dường như không biết tồn tại của các phiên bản hắc ám đó. Lão nghe xong gật đầu, tay cầm Thiên Sứ Thanh Kiếm, thẩm phán tội ác nhân loại. Đây chính là nội dung khảo hạch thứ 8. Lão hy vọng nàng nhớ kỹ rằng Thiên Sứ Thần vẫn luôn theo dõi, nàng phải loại bỏ tình cảm cá nhân, đưa ra phán quyết công chính. Phải trái thiện ác không thể phán xét bằng cách đơn thuần. Nếu như dùng nhãn quang của Thiên Sứ Thần đối đãi thế nhân, vậy thì tội ác như thế nào mới xem như không thể tha thứ? Có thể nói rằng, khoa thứ 8 này không hề dễ dàng, chỉ cần phán xét sai lệch một chút cũng khiến Thiên Nhận Tuyết phạm phải sai lầm. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé! Tập phim tới đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!